Xin chào các bạn. Tiếp theo trong cái video của ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với mọi người một cái nền tảng tiếp thị liên kết rất là hot trên thị trường của Việt Nam hiện nay. Đấy là cái nền tảng tiếp thị liên kết với Mastercard. Đây là một cái chương trình tiếp thị liên kết mới xuất hiện tại Việt Nam và có thể coi đây là một cái phiên bản cải tiến của Amazon. Và thông qua các cái thành viên, các cái nhà phân phối là cái cộng tác viên ấy, để cung cấp các cái sản phẩm đến tay người tiêu dùng như là AD rồi, Lazada, Tiki hay là Sen Đỏ vân vân. Thì các cái thành viên của Mastercard sẽ được chia cái hoa hồng từ 4% cho đến 10% với mỗi cái đơn hàng thành công. Vậy thì kiếm tiền với Mastercard như thế nào? Ở đây thì nhiều người chắc cũng đã nghe nói đến cái tên này rồi. Tuy nhiên thì để mà làm được và cụ thể hơn nữa thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn. Và để có thể bán được hàng trên Mastercard thì bạn cần quảng cáo cái sản phẩm đó đến khách hàng thông qua các cái kênh như là website, blog cá nhân. Ví dụ như là website của bạn viết về công nghệ thì quảng cáo các cái sản phẩm về công nghệ, ví dụ điện thoại, máy ảnh hay là laptop vân vân, hoặc là quảng cáo trên fanpage Facebook, hoặc là quảng cáo qua cái Facebook cá nhân. Một cái lý do là chúng ta cần biết là tại sao chúng ta lại nên muốn kiếm tiền với Mastercard. Thì ở đây có một số cái điều kiện lý do để chúng ta biết, đó là cái thanh toán tự động khi có cái doanh thu từ 200.000 Việt Nam đồng trở lên về tài khoản ngân hàng và thanh toán chính xác từ ngày 20 cho đến ngày 25 hàng tháng. Mức hoa hồng có thể lên đến 16%. Để có thể kiếm được tiền từ cái nền tảng này, tức là từ cái trang web này, thì chúng ta sẽ thực hiện đăng ký cái tài khoản để chúng ta kiếm tiền. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ đăng ký thành viên tại cái địa chỉ mà tôi đã để ở dưới cái mô tả của video nhé. Chúng ta đăng ký qua cái đường link dưới phần mô tả của video. Bước thứ hai là chúng ta sẽ điền đầy đủ các cái thông tin vào mục đăng ký tài khoản và nhấn vào nút đăng ký. Và đến cái bước thứ ba là chúng ta sẽ vào mail. Cái mail mà chúng ta đăng ký tài khoản, chúng ta check mail để nhấn vào cái link kích hoạt tài khoản. Điều này bắt buộc để đảm bảo an ninh cho cái tài khoản của bạn. Sau khi nhấn kích hoạt tài khoản xong thì chúng ta đăng nhập vào để tiến hành lấy cái thông tin đi kiếm tiền. Là bây giờ ta sẽ vào cái phần link dưới mô tả của video nhé. Đây, cái link đấy là mình sẽ copy cái link đấy vào đây. Thì sau khi mà click vào cái link này thì chúng ta sẽ đến một cái trang tiếp theo như thế này. Để chúng ta xem ở trên màn hình. Để chúng ta sẽ đăng ký một cái tài khoản. Để chúng ta kéo xuống này. Cái thông tin, cái điều khoản và chính sách ta có thể là kéo để chúng ta đọc ở đây để hiểu kỹ hơn. Rồi, sau đó là chúng ta bấm vào cái dấu tích và tôi đồng ý với cái thỏa thuận hợp tác vào đây và bấm vào tiếp tục. Sang phần tiếp theo là ta sẽ điền cái họ và tên tài khoản, mail, số điện thoại, mật khẩu và xác nhận mật khẩu vào đây. Đây, bây giờ tôi sẽ điền vào đây. Đã như thế là ta đã đăng ký xong một cái tài khoản rồi.
Đây, tài khoản của bạn đã được tạo. Chúng tôi đã gửi một hướng dẫn chi tiết tới bạn vào địa chỉ mail để giúp bạn kích hoạt tài khoản. Và bây giờ chúng ta sẽ vào mail để chúng ta kích hoạt cái tài khoản này. Đây, kích hoạt tài khoản trên MySoftware đây. Hãy ấn vào nút bên dưới để kích hoạt tài khoản của bạn trên hệ thống. Chúng ta bấm vào kích hoạt tài khoản ở đây. Nên bây giờ ta có thể là đăng nhập bằng cái tài khoản mà chúng ta vừa mới kích hoạt xong. Đây là cái trang chủ mà chúng ta thấy. Ở đây có rất nhiều các cái đối tác đang hợp tác với cái trang này. Thì chúng ta có thể bấm vào cái đối tác để chúng ta xem. Đây chúng ta vào đây chúng ta thấy được này. Đây có các cái trang như là trang Tiki. Là chúng ta giới thiệu bán sản phẩm trên trang này chúng ta sẽ hưởng 7% hoa hồng. Hay là ở Nguyễn Kim thì chúng ta hưởng 1,6% hoa hồng. Hay là ở HC thì chúng ta sẽ hưởng 2% hoa hồng. Đây, hay là FPT thì chúng ta hưởng 6,4% hoa hồng. Còn ở Sen Đỏ, chúng ta bán hàng trên kênh Sen Đỏ thì chúng ta sẽ được 8% hoa hồng. Có rất nhiều đây, chúng ta bấm để chúng ta xem đây. Ngay Shopee 7% này. À đây rồi 8% này. Lazada là 10,4% này. Đấy có rất nhiều này. Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ làm như thế nào để chúng ta được có thể kiếm được hoa hồng từ cái trên cái kênh này. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm như sau. Bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn một cái sản phẩm để chúng ta bán. Ví dụ như chúng ta vào Tiki đi. Đây. Để chúng ta đăng ký. Bây giờ chúng ta bấm vào đăng ký này. Để chúng ta bán hàng cho Tiki, chúng ta bấm vào đăng ký ở đây. Website. Là chúng ta chọn lấy một cái bất kỳ đi. Chúng ta nhập một cái địa chỉ website vào đây. Có thể là lấy một cái địa chỉ website, nếu chúng ta không có thì chúng ta có thể là lấy cái địa chỉ Facebook để chúng ta nhập vào cũng được nha. Để chúng ta copy cái địa chỉ Facebook để chúng ta dán vào. Đây là cái bắt buộc, còn cái tin nhắn ta không cần thì cũng được. Chúng ta bấm vào xác nhận. Đấy, cái này là chúng ta đang chờ duyệt nữa. Còn có cái chỗ này, ví dụ như Nguyễn Kim này, hay là bên công nghệ, thì ở đây là người ta cho phép chúng ta tạo link luôn. Chúng ta có thể là vào đây. Ở đây chúng ta sẽ thấy được cái tỷ lệ chúng ta chia sẻ điện tử âm thanh là 1,5%, hay là điện lạnh điều hòa thì 1,5 này, điện thoại, máy tính, laptop, linh kiện 2,0%, đồ gia dụng là 2,0, đồ chơi là 1,5%. Đấy. Chúng ta có thể là vào trang chủ
của HP, à, HC để chúng ta xem. Đây, trong đây là cái trang chủ này có rất nhiều các cái sản phẩm, thì chúng ta sẽ chọn một cái sản phẩm để chúng ta bán. Ví dụ như đây là điện thoại Samsung Galaxy A50 64GB, giá là 6.990.000, chúng ta bấm vào đây. Như thế là được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ copy cái link này để chúng ta xem trên cái này. Chúng ta copy cái link này, chúng ta bấm vào copy này, bấm vào copy, sao chép này, rồi sang cái trang bên này. Chúng ta vào cái phần công cụ để chúng ta tạo một cái link affiliate để chúng ta đi bán hàng. Thế là chúng ta vào cái tạo link ở đây. Bây giờ là chúng ta dán cái link mà chúng ta vừa copy vào đây, và sau đó chúng ta bấm vào tạo link. Đây, tạo link thành công. Ở đây có hai cái link, thứ nhất là cái link phân phối rút gọn, thì chúng ta copy cái link này, hoặc là đây là cái link gốc, chúng ta copy hai cái nào cũng được. Có thể là chúng ta copy cái link như này ngắn gọn hơn, chúng ta copy này. Đấy, copy cái link này chúng ta có thể lên trên Facebook để chúng ta đi chia sẻ. Ví dụ như đây là trên Facebook, chúng ta chia sẻ trên cái Facebook trên đây. Chúng ta bấm vào đây. Có thể chúng ta bấm vào cái phần đăng ở đây để chúng ta chia sẻ cái mặt hàng này. Đấy, như thế là ta đã chia sẻ xong rồi. Nếu như có người nào bấm vào đây để mua cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ được hoa hồng và người ta sẽ chuyển tiền cho chúng ta. Đấy, rất là đơn giản như thế thôi. Chúng ta không những chia sẻ trên Facebook, hoặc có thể chia sẻ trên Zalo, hoặc tất cả các cái nền tảng mà chúng ta thấy có thể bán được hàng thì chúng ta sẽ chia sẻ trên cái nền tảng đấy. Khi mà có người mua hàng thì chúng ta sẽ được phần trăm hoa hồng. Nếu chúng ta muốn bán các cái mặt hàng khác thì chúng ta cũng làm tương tự như thế nhá. Bây giờ ta cứ vào cái chương trình chỗ đối tác ở đây thì chúng ta làm đấy, thì chúng ta tìm cái đối tác thích hợp. Đấy, chúng ta thấy cái nào mà có nhiều hoa hồng cao thì chúng ta làm. Ví dụ như ở sen đỏ đây là 8% này, chúng ta vào cái trang của sen đỏ để chúng ta tìm cái sản phẩm để chúng ta bán. Đấy, hay là ở Shopee 7%, chúng ta bấm vào đăng ký để chúng ta đăng ký. Hay là AD rồi cũng 8% này, còn cái Lazada Việt Nam là 10% thôi, rất là cao. Đấy, thì rất là đơn giản như thế thôi. Thì chúng ta chia sẻ thì chúng ta sẽ được tiền, còn để mà có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa từ cái chương trình này thì chúng ta sẽ có thể tham khảo vào một cái video tiếp theo. Thì đây là cái video mà tôi hướng dẫn với các bạn cách mà kiếm tiền với chương trình Affiliate với Mashuper. Ở đây thì rất là đơn giản như thế. Thì các bạn nếu có thắc mắc hay là băn khoăn gì thì hãy để lại cái bình luận bên dưới của video, thì tôi sẽ trả lời các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và chúc các bạn kiếm được thật nhiều tiền từ cái trang web này và từ cái nền tảng Affiliate này. Đây là một cái xu hướng mà hiện tại rất nhiều người đang kiếm tiền từ cái chương trình này. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.